Ở tập trước, Pinocchio được cha đón về. Cậu bé Piago trong hình hài con lừa đã khiến mẹ cậu không nhận ra và đuổi cậu đi. Còn cha của Thomas vì buồn không tìm được con nên đã chuyển nhà đi nơi khác không ai rõ. Mặc dù cha rất thương con, nhưng cha vẫn phải phạt con để con nhớ lỗi lầm của mình. Con xin lỗi cha, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Con sẽ chăm chỉ học bài, không nghe lời người lạ dụ dỗ đi chơi. Ê, nè, mình nghe nói cậu vừa trải qua một chuyến phiêu lưu kỳ thú hả? Biết bạn về là bọn mình đến đây ngay. Mấy ngày qua, bạn đã đi đâu, làm gì? Kể cho chúng mình nghe với. Không có chuyện gì hay ho để kể hết. Piago vì ham chơi đã bị biến thành con lừa. Mình sẽ dẫn các bạn đi gặp bạn ấy. Thật sao? Nếu đúng như vậy thì sợ quá. Mình sẽ chẳng bao giờ muốn biến thành lừa đâu. Dạo này, mình cũng hay bị mẹ mắng vì tội lười học. Tối nay về, mình sẽ học thật chăm chỉ. Bánh đây, các cháu ăn đi. Chịu khó đứng đây nha. Cháu chào chú. Hai bạn vẫn chưa về nhà sao? Mẹ, mẹ mình không nhận ra mình, còn đuổi mình đi nữa. Vì mình đi quá lâu, nên cha mình đã bán nhà chuyển đi nơi khác rồi. Làm sao để mình tìm được cha mình bây giờ? Mẹ, tội nghiệp các bạn quá. Bây giờ phải làm sao? Làm sao để các bạn trở lại thành người như trước đây? Mình sẽ nghĩ xem có cách nào để cứu các bạn không? Chú đã làm thủ tục gửi các cháu lên trung tâm bảo vệ động vật. Ở đó các cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn. Nhưng chúng cháu không phải là con vật. Cháu là Piago. Cháu cũng vậy. Cháu là Thomas. Cháu không phải là động vật. Các cháu nghe chú nói đây. Hiện tại bây giờ các cháu đang là những con lừa. Không ai chấp nhận các cháu cả. Ở đó các cháu sẽ được chăm sóc tốt hơn ở đây. Chào anh. Đây là hai con lừa. Tôi không thể chăm sóc chúng tốt như bên anh được. Anh có thể đưa chúng đi. Chào anh, tôi là David. Hai con lừa này cần phải được chăm sóc chu đáo. Một con thì quá béo, còn một con lại quá gầy. Có một chuyện tôi muốn nói với anh. Đây là hai con lừa đặc biệt. Chúng là những đứa trẻ lười học, ham chơi, bị biến thành lừa. Thật sao? Vậy thì tôi phải chăm sóc cho chúng như thế nào? Chúng không ăn được cỏ, chỉ biết ăn bánh và uống sữa, và chúng phải được tắm mỗi ngày. Chúng phải được ngủ trên nệm cỏ, nằm đất chúng sẽ bị ốm và chúng biết nói tiếng người. À, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Tôi sẽ chăm sóc chúng cẩn thận rồi gửi cho rạp xiếc. Cha ơi, hai người bạn của con bị biến thành lừa. Bây giờ làm thế nào để các bạn ấy trở thành người được hả cha? Cha cũng không biết nữa. Chắc các bạn ấy phải tự cứu lấy mình thôi con ạ. Nếu cháu muốn trở thành người thật sự như các bạn khác, thì cháu phải thật ngoan ngoãn, vâng lời và dị tha. Con biết rồi cha. Con sẽ đi tới đồn cảnh sát để nói cho các bạn biết. Muốn trở thành người thật sự thì phải ngoan ngoãn và dị tha. Chú ơi, các bạn lừa đâu rồi? Chú đã gửi các bạn đến trung tâm bảo tồn động vật rồi. Làm sao cháu có thể gặp được các bạn bây giờ? Đó là một nơi rất xa. Chú nghe đâu họ chăm sóc cho các bạn ấy khỏe lên thì gửi qua rạp xiếc. Chú thấy như vậy cũng tốt. Làm sao mình có thể gặp được các bạn để nói cho các bạn biết lời dặn của bà tiên sanh bây giờ? Biết tin ông đã tìm được con trai, tôi sang để chúc mừng hai cha con ông đây. Ông thật chu đáo. Mời ông ăn bánh với cha con tôi. Từ nay cháu phải ngoan, không được làm cho cha cháu phải lo lắng nữa. Hôm trước khi chưa tìm thấy cháu, cha của cháu buồn quá nên đã đổ bệnh luôn. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cha ơi, cô giáo gửi giấy mời cha đến gặp cô, nhưng con để trong cặp á. Vậy à? Thứ hai tuần tới, cha sẽ đến gặp cô giáo Lina. Tôi qua đây định rủ ông thứ hai lên thành phố để giúp tôi một việc. Xin lỗi cô vì những gì cháu đã làm cho cô buồn lòng. Hôm nay tôi đến để xin cho cháu được tiếp tục đi học.
Sau lần cháu mất tích vừa rồi, quả thực tôi cũng rất lo lắng. Nè, hôm nay tan học, cha bận lên thành phố với bác Leon. Con tự đi về nhà nghe. Ê, này nhóc, mua vé mới được vào xem. Cháu không có tiền, cháu bán chiếc cặp sách này cho chú đổi vé có được không? Ở dưới kia có một thằng bé bằng gỗ thật kháu khỉnh. Nó mà biết biểu diễn cho gánh xiếc của ta thì kiếm khối tiền. Này cậu bé, cháu tên gì? Nếu cháu đi theo gánh xiếc của ta thì cháu sẽ được xem xiếc mỗi ngày mà không mất tiền mua vé. Chú sẽ dạy cho cháu biểu diễn, cháu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Dạ, cháu tên là Pinocchio. Cháu không đi theo ông được, cháu phải về nhà. Ở đây có rất nhiều người và cả các con vật cũng đi theo gánh xiếc của ta. Họ đang sống rất vui vẻ và sung sướng. Sau này lớn lên, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua lại chiếc áo khoác yêu quý của cha.